Ok, thì sàn đầu tiên Giang muốn chia sẻ cho em đó chính là sàn hiện tại đang đứng top 2 bảng xếp hạng trên CoinMarketCap này, cũng như là CoinGecko, về những sàn top giao dịch phái sinh lớn nhất trên thế giới này. Đó, em có thể là quan sát thấy này, khối lượng giao dịch trong vòng 24 giờ qua này. Tiếp theo sàn top 1 Giang muốn chia sẻ cho em đó chính là sàn Ok, hello, chào mừng em đã quay trở lại kênh Duda Hoàng và Giang. Và mình là Giang. Trong video này Giang sẽ chia sẻ cho em top 2 sàn đánh future, giao dịch phái sinh, giao dịch hợp đồng tương lai uy tín nhất, lớn nhất, tốt nhất hiện nay nha. Và đối với em nào là người mới bắt đầu ấy, thì em có thể là truy cập vào đường link là hoangvangiang.com/cryptovideo này. Đó, để em có thể là xem hướng dẫn chi tiết từng bước từ A đến Z cách chúng ta giao dịch ở trên top các sàn giao dịch crypto lớn nhất nha. Ok, thì sàn đầu tiên Giang muốn chia sẻ cho em đó chính là sàn Bybit nha. Hiện tại Bybit đang đứng top 2 bảng xếp hạng trên CoinMarketCap này, cũng như là CoinGecko, về những sàn top giao dịch phái sinh lớn nhất trên thế giới này. Đó, anh em có thể là quan sát thấy này, khối lượng giao dịch trong vòng 24 giờ qua này của Bybit là 21 tỷ đô nha. Đó, đang đứng vị trí thứ 2 này trên CoinGecko này. Đó, cũng đứng vị trí thứ 2 nha. Rồi, để có thể là đánh future ở trên sàn Bybit ấy, thì ở giao diện trang chủ của sàn Bybit này, anh em sẽ nhấn mục phái sinh cho ra nha. Sau đó chọn USDT vĩnh cửu này để chúng ta có thể là truy cập vào tính năng future ở trên sàn Bybit này. Thì đây chính là giao diện để chúng ta có thể là giao dịch future, giao dịch phái sinh, giao dịch hợp đồng tương lai ở trên sàn Bybit nha. Ok, ở đây thì Giang sẽ đặt một lệnh luôn này. Ở đây thì Giang sẽ giao dịch là BTC nha, tức là Bitcoin ấy. Hoặc là anh em có thể là giao dịch là ETH này, Ethereum này. Đó, rồi các đồng meme như là PP này, hay là Dog này. Đó, ở đây thì Giang sẽ giao dịch là BTC, tức là Bitcoin nha. Ok, mục vĩnh cửu này, anh em sẽ chọn cho Giang là BTC USDT nha. Sau đó ở góc bên phải này, anh em sẽ chọn giao dịch này. Đầu tiên là chế độ ký quỹ này. Thì đối với em mới thì em sẽ chọn cho Giang là Isolated này. Kế tiếp là đòn 7 này. Đó thì em sẽ giao dịch từ 5x cho đến 10x này. Ở đây thì Giang sẽ giao dịch với đòn 7 là 10x nha. Tiếp theo là các loại lệnh này. Giang sẽ chọn lệnh thị trường để khớp lệnh luôn này. Và Giang sẽ giao dịch với khối lượng là 100 USDT này. Em quan sát này, là chi phí số tiền Giang bỏ ra để đánh lệnh này ấy sẽ là 10 U này, tương đương với là 10 đô nha. Tiếp theo thì em sẽ dự đoán giá BTC, tức là Bitcoin đấy, trong thời gian tới là tăng hoặc là giảm này. Nếu như em dự đoán là tăng ấy thì em sẽ đặt lệnh mua long này. Còn ngược lại ấy, nếu như em dự đoán giảm thì em sẽ đặt lệnh bán short nha. Ở đây thì Giang dự đoán giá BTC này trong thời gian tới là tăng nha. Thì Giang sẽ đặt một lệnh là lệnh mua long này. Ok, như vậy là Giang đã đặt lệnh thành công này. Thì khi em đặt lệnh thị trường ấy, tức là lệnh market ấy, thì lệnh đó sẽ là một vị thế này nha. Anh em quan sát này, đây chính là lệnh Giang vừa đặt này. Đó, cặp giao dịch là BTC USDT này, chế độ ký quỹ là Isolated này, đòn 7 là 10x này, số lượng chính là volume, khối lượng giao dịch đấy. Giang giao dịch với khối lượng là 0.001 BTC nha. Tiếp theo là giá trị này, thì cũng chính là khối lượng giao dịch nhưng tính theo USDT này. Đó, 63.77 USDT này. Rồi entry này, tức là giá vào lệnh này. Kế tiếp là giá thanh lý này. Giá thanh lý nghĩa là sao? Là khi nào giá hiện tại trên thị trường ấy đang là 63.768 này, chạm xuống mức giá này thì lệnh của Giang sẽ bị thanh lý, sẽ bị đóng nha. Tiếp theo là số tiền ký quỹ này, tức là số tiền Giang bỏ ra để đánh này, là 6.4 này. Như vừa nãy anh em có thể là quan sát thấy là 10 U, như ở đây ấy, Giang chỉ khớp được là 6.4 U này. Tiếp theo là P&L này, tức là lời lỗ này. Hiện tại Giang đang lãi là 0.0067 USDT nha, tương đương với là 0.2% này. Rồi P&L thực nhận này, tức là lãi lỗ thực tế đấy. Ngoài ra anh em có thể là cài đặt TPSL nha, tức là chốt lời cắt lỗ đấy. Nhấn vào thêm này, chọn toàn bộ vị thế cho Giang này. Rồi giá vào lệnh là 63.777 này, thì Giang sẽ chốt lời mức giá là 67.000 nha. Đó, khi nào giá hiện tại trên thị trường ấy mà chạm đến mức giá này thì Giang sẽ lãi là 3.2 đô này,
tương đương với là ROI, tức là tỷ suất lợi nhuận này, là 50,53% này. Tiếp theo là cắt lỗ này, tức là dừng lỗ này, thì Giang sẽ dừng lỗ là 30% nha. Tương đương với là khi nào giá hiện tại trên thị trường ấy mà chạm xuống mức giá này này là 61.863,7 này, thì Giang sẽ lỗ là 1,9 đô này, tương đương với là 29,99% này. Nhấn vào xác nhận này. Ok, như vậy là Giang đã cài đặt TPSL thành công rồi nha. Đó. Tiếp theo để đóng lệnh ấy, thì mục đóng bằng này thì em có thể là đóng theo giá thị trường này hoặc là giá giới hạn nha. Ở đây thì Giang sẽ đóng theo giá thị trường này. Đó, anh em có thể là đóng toàn bộ này 100% này, hoặc là đóng một phần 25 này, hay là 50 này, 75 này, hoặc là 10 nha. Ở đây thì Giang sẽ đóng toàn bộ này. Rồi, như vậy là Giang đã đóng lệnh thành công này. Thiểu mục lịch sử giao dịch này, em quan sát này, đây chính là lệnh mở cũng như là lệnh đóng của Giang này. Thì đó là cách chúng ta đánh future ở trên sàn Bybit, là sàn dịch top 2 trên thế giới hiện nay nha. Ngoài ra, ở dưới phần mô tả của video này cũng như phần bình luận đầu tiên ấy, thì Giang cũng đã để đường link sơ video hướng dẫn chi tiết từng bước từ A đến Z. Trong đó có video hướng dẫn cách chúng ta đánh future trên sàn Bybit chi tiết từng bước từ A đến Z. Anh em có thể là truy cập vào đường link là hoangvangiang.com/bybitvideo để chúng ta có thể là xem hướng dẫn chi tiết nha. Tiếp theo, sàn top 1 Giang muốn chia sẻ cho em đó chính là sàn Binance này. Đó, ở trên CoinMarketCap cũng như là CoinGecko thì Binance đang là sàn top 1 nha. Với khối lượng giao dịch 24 giờ qua, tức là một ngày qua đấy, lên tới là 50 tỷ đô này. Rồi, để có thể là đánh future trên sàn Binance ấy, thì ở giao diện trang chủ của sàn Binance này, anh em sẽ nhấn mục future cho ra nha. Sau đó chọn là USDM future này. Thì giao diện đánh future trên sàn Binance thì cũng tương tự như ở trên sàn Bybit này. Đó, cách đặt lệnh ấy thì cũng tương tự như thế thôi nha. Và ở đây thì Giang cũng đã có link sơ video hướng dẫn chi tiết cách chúng ta sử dụng sàn Binance cũng như là cách chúng ta đánh future trên sàn Binance này, ở cả giao diện trên máy tính này cũng như là giao diện ở trên app điện thoại nha. Anh em có thể là truy cập vào đường link là hoangvangiang.com/binancevideo để chúng ta có thể là xem một trong hai video này nha. Đó, video trên máy tính này hoặc là video trên điện thoại này, hoặc là cả hai video này để chúng ta có thể là biết cách đánh nha. Như vậy là Giang đã chia sẻ cho em top 2 sàn đánh future lớn nhất, uy tín nhất và tốt nhất hiện nay. Thì nếu như em có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn đề nào ấy, nhớ để lại comment bình luận hoặc là nhắn tin trực tiếp cho Giang để Giang có thể là hỗ trợ nhanh nhất và sớm nhất cho em nha. Cuối cùng, nhớ like, thích, share, chia sẻ video này và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh tút để ủng hộ Giang ra nhiều video hơn nữa nha. Còn bây giờ, hẹn lại các em trong video chia sẻ tiếp theo của Giang.